Đây này là táp hoàng đế. Cái này là cái gì? Tôm hoàng đế. Cái này là rau rau gì đây? Rau súng khá là rau. Này là ruột già trộn với luộc non. Gọi là gì? Dồi. Dồi chấm với nước soi chua đó. Dữ dội vậy. Ấy có nhiều lắm. Bữa trưa nó spicy. So spicy. Cái này không spicy. Cô Hằng mua cho con đó. You say thank you yet before you eat. Thank you, cô Hằng. Ai nữa? You're welcome. Yeah. Do to me. Enjoy, enjoy. Favorite drink, Corona. Dip in margarita. I don't know, he got too much time on his hand. He learned how to do this.